các giai đoạn của khủng hoảng hôn nhân, nên chỉnh sửa hôn nhân từ lúc nào và liệu có còn kịp cho bạn cứu vãn hôn nhân nữa hay không? Thì một trong các câu hỏi mà tôi rất thường được nhận từ các bạn tìm đến Hồi Sinh Hạnh Phúc nhờ tư vấn đó là liệu em có còn kịp để cứu hôn nhân được nữa hay không? Và cũng có một điều rất tiếc mà tôi nhận thấy từ rất là nhiều trường hợp đó là các bạn chỉ nghĩ đến việc chỉnh sửa hôn nhân hay tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia khi sự việc đã trở nên rất xấu và khả năng cứu vãn đã bị giảm đi rất là nhiều. Thì có nhiều sự việc mà cái gốc ban đầu nó không phải là lớn hay chỉ là những cái điều sai lệch nho nhỏ tích tụ lại, nhưng do các bạn không có nhận biết hay là không có tập trung xử lý, hay trong rất nhiều trong số đó là các bạn cứ tự mình lây hoay giải quyết vấn đề không đúng cách để rồi mà mọi chuyện nó càng lúc nó càng trở nên tệ đi. Chính vì vậy là mục tiêu của tôi trong cái việc làm podcast ngày hôm nay á, là giúp những bạn nào đang có những cái vấn đề trục trặc hôn nhân thì dù là mới chớm xuất hiện hay là đã và đang giữa cái đợt khủng hoảng á, thì có thêm thông tin cần thiết để nhận biết cái xu thế diễn biến các vấn đề của mình nó sẽ ra sao, để mà biết nên lựa chọn cái hướng đi nào, nên làm gì cho thích hợp để xử lý tốt nhất cái hoàn cảnh của mình. Thì trong cái podcast này á, tôi sẽ giúp bạn phân định ra được là bạn đang ở giai đoạn nào của khủng hoảng hôn nhân. Thì tôi sẽ chỉ ra các lỗi lầm mà những cái người khác khi đang ở trong cái giai đoạn khủng hoảng giống như bạn á, thì họ hay mắc phải, và những cái điều bạn nên làm để tránh không đẩy cái tình hình của bản thân tệ hơn ngoài cái mong muốn của bạn. Thì nếu bạn đang có những cái vấn đề về hôn nhân thì nhất định là không được bỏ qua cái podcast này nhé. Nghe cho trọn cái podcast này ha. À mà theo thủ tục thì tôi giới thiệu bản thân chút xíu cho những bạn nào mới đến kênh này thì làm quen với nhau. Tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ chương trình Hồi Sinh Hạnh Phúc, liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình, lần đầu tiên được đưa về Việt Nam theo cái mô hình đã được triển khai thực tế tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand với cái cam kết là giải cứu khủng hoảng hôn nhân trong vòng 4 tuần dành cho những ai đang gặp phải những cái vấn đề trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn, vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh lại hạnh phúc. Thì ngoài cái liệu trình Hồi Sinh Hạnh Phúc chính thì tôi cũng thực hiện những cái chương trình hỗ trợ tâm lý miễn phí tại group Giúp Nhau Hạnh Phúc, cũng là tác giả của các cuốn sách và webclass về các chủ đề tâm lý hôn nhân gia đình. Thì sách và webclass đều miễn phí và bạn có thể tham khảo cái đường link của group hay là đăng ký nhận sách hay tham gia các webclass của tôi, thì link tôi để ngay bên dưới cái podcast này, hoặc có thể tìm đọc tại trang chủ của website hồisinhhạnhphuc.com. Thì tôi cũng thường xuyên đăng tải các podcast phân tích về những cái vấn đề thường gặp trong đời sống hôn nhân tại kênh này. Nếu bạn quan tâm đến những cái thông tin dạng này thì nhớ bấm nút đăng ký kênh, nhớ bấm luôn cái chuông bên cạnh để có thể nhận được những cái cập nhật mới nhất từ kênh khi có podcast mới nhé. Thì quay trở lại với chào hỏi vậy ha, chúng ta quay trở lại với chủ đề của podcast ngày hôm nay là những giai đoạn của khủng hoảng hôn nhân, các sai lầm mà mọi người thường mắc phải trong các giai đoạn và thời điểm nào thì bạn nên chỉnh sửa hôn nhân. Thì tôi sẽ đi trước cái phần đầu tiên, đó là các giai đoạn của khủng hoảng hôn nhân. Thì tôi sẽ phân tích đặc điểm của từng giai đoạn. Và nếu có thể thì bạn hãy lấy giấy bút ra và ghi lại các đặc điểm của từng giai đoạn mà tôi phân tích ở đây, để rồi so sánh với cái thực tế, cái hiện trạng của bản thân mình cho dễ hình dung ha. Thì thông thường á, diễn biến của một khủng hoảng hôn nhân nó sẽ chia ra được thành 7 giai đoạn. Với cái mức độ nghiêm trọng của các giai đoạn nó sẽ nóng dần lên. Thì cái giai đoạn 1 á, nó là cái giai đoạn lạnh nhạt hay là căng thẳng. Thì trong cái bối cảnh hôn nhân thông thường á, thì xuất phát điểm của khủng hoảng nó diễn ra khá âm thầm. Thì mọi chuyện bắt đầu bằng việc là cả hai có thể là lạnh nhạt, hờ hững với nhau, hay là thường xuyên có những cái vấn đề căng thẳng tranh cãi. Thì cái hình thức lạnh nhạt, hờ hững hay là căng thẳng tranh cãi nó là do đặc điểm tính cách của mỗi cặp đôi. Nếu bạn bắt đầu nhận thấy rằng là những tương tác thân mật của hai vợ chồng giảm đi, hay là cả hai không còn chia sẻ tâm tình mà kiểu mạnh ai nấy sống, hay là bên kia có một cái chuyện gì đó giấu giếm hay là gạt đi khi bạn hỏi, hay là cả hai nói chuyện là thấy bực bội với nhau, cái gọi là hiện tượng là hụt hà hụt hạt đó ha, người này nói thì người kia cắt ngang, là bảo dẹp đi, biết gì mà nói, hay là đứng dậy không thèm nghe, hay là anh mệt lắm đừng có nói nữa đó. Bận biểu thế này mà còn nói cái gì, hay là tôi nói bà không nghe hả, hay là cái kiểu gì đó. Thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy bạn đã bắt đầu bước vào giai đoạn 1 của khủng hoảng hôn nhân. Thì trong trường hợp khủng hoảng hôn nhân bắt đầu từ một cái lỗi lầm cụ thể của một bên á, ví dụ như là chuyện ngoại tình, hay chuyện nợ nần, hay là chuyện đem tiền về cho nhà bên kia, hay là vay mượn bị mất mà không báo, hay là chuyện gây gổ liên quan đến mẹ chồng nàng dâu, bên nhà vợ với con rể vân vân. Nói chung là những cái khủng hoảng bắt đầu từ một cái cột mốc cụ thể á, thì đây là cái giai đoạn mà vụ việc mới bị phát hiện hay là mới bị vỡ lở ra, và cả hai bắt đầu cuốn vào cái quá trình tranh đấu với nhau.
thì một bên thì giống như là ở vai nạn nhân á, thì choáng váng, sốc, rồi đau khổ, vật vã, rồi giận dữ, rồi truy hỏi, rồi cố tìm cách khai thác thông tin và tìm nguyên nhân. Trong khi đó một bên thì khi vụ việc mới vỡ lở ra thì cảm thấy tội lỗi, hoảng sợ, rồi giấu giếm, rồi van xin, rồi nài nỉ, rồi nói chung là níu kéo rồi tùm lum hết ha. Thì đó là cái giai đoạn 1, nó có thể ở dưới dạng hình thức là lạnh nhạt hoặc là căng thẳng. Thì xong giai đoạn 1 thì nó sẽ tiến đến cái giai đoạn 2, thì bên tiếng Anh nó gọi là fighting or là withholding, hoặc là có nghĩa là trạng thái chiến đấu hoặc là thu mình lại. Thì đây là giai đoạn mà các mâu thuẫn nó tăng cao hơn. Thì một số cặp đôi bắt đầu có các tranh cãi ở cái mức độ nóng hơn. Thì nhiều khi cái chuyện gây nhau nó lan từ việc nhỏ này nó qua một cái chuyện lớn. Rồi coi như là từ cái vấn đề là chuyện A thì nó dẫn tới một cái chuyện B ha. Rồi nó bắt đầu nó liên kết lại những cái chuyện cũ nó lôi ra luôn đó. Rồi hoặc là một dạng khác á, là một bên hay là cả hai bên có bầu là bỏ bơ nhau đó ha. Coi như là chuyển sự quan tâm của mình vào cái vấn đề khác thay vì là giải quyết cái vấn đề với nhau. Thì cái dạng phổ biến á, là kiểu các ông chồng bỏ bê đi nhậu nhẹt bên ngoài nhiều hơn hay là game nhiều hơn. Các bà vợ thì rền rỉ càm ràm chán chê thì đá thúng đụng nia. Rồi bắt đầu là cả hai nhìn nhau chán ngán rồi chả buồn nói chuyện với nhau nữa. Thì có những cặp đôi á, thì cái tình trạng của giai đoạn 2 này nó có thể kéo dài rất lâu. Sống thành kiểu thành lối mòn luôn đó. Hai vợ chồng giống như là hai người ở trọ cùng nhà thì lâu lâu vẫn có xét chút chút, nhưng mà tâm tư tình cảm thì mỗi bên không ai quan tâm tới ai hết ha. Mạnh ai nấy sống kiểu chán vì đấu tranh không được thì dẹp nó qua một bên ha. Thí dụ như là mâu thuẫn về tiền bạc thì coi như là rạch ròi tiền bạc, đòi hoài không được thôi bỏ bơ luôn ha. Hay là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thì lúc này là cạch mặt nhau không gặp luôn đó. Thì nếu mà giả sử ở giai đoạn 1 á, là cãi nhau về cái vụ ăn nhậu và game đi, đợi cơm rồi mở cửa rồi chán chê rồi mỗi lần đi về là gây gỗ đập đồ á, thì cái giai đoạn 2 này là cái giai đoạn mà bắt đầu chán không buồn nói rồi. Rồi tao kệ mẹ mày, mày nhậu mày chết xác ở đâu tao không thèm gọi đó đó. Thì nhiều ông chồng thì lúc này là nghĩ vợ mình chắc là chịu yên rồi, không có càm ràm nữa rồi. Nhưng mà đâu biết rằng là cái khủng hoảng nó không hề dịu đi mà nó đang nóng lên thêm, chẳng qua là nó chuyển qua một cái giai đoạn khác thôi. Thì ở những cái cặp đôi trí thức hơn á, thì cái giai đoạn 1 và 2 á, nhiều khi nó diễn ra âm thầm hơn. Nhưng mà sự xa cách lạnh nhạt nó không phải là không cảm nhận được ha. Còn trong những cái trường hợp khủng hoảng bắt đầu từ một cái sự việc cụ thể như là lỗi ngoại tình đi, thì đây là cái giai đoạn căng thẳng hình thành từ những cái hành vi sai cách của mỗi bên. Thì cái kẻ gây chuyện á, sau cái giai đoạn biết lỗi và cái ý nhún nhường ở cái giai đoạn 1 á, thì bắt đầu phản kháng, bất cần hay là trốn tránh, không hợp tác, đó là tiếp tục xa lầy ha. Coi như là bất cần luôn, bà nói và nói bà lúc đầu thì sợ sợ, sau đó là bơ luôn á, là bắt đầu tiếp tục vẫn đi qua lại đó ha. Còn nạn nhân, ví dụ như trong trường hợp là người vợ bị chồng phản bội đi, thì đau đớn, thất vọng, vật vã, rồi làm mình làm mẩy, rồi gây áp lực lên cái kẻ gây chuyện. Thì đây chính là cái cột mốc mà rất nhiều các bạn gặp khủng hoảng hôn nhân bắt đầu xa lầy nè. Bởi mâu thuẫn trong hôn nhân hay các sự vật sự việc nào đó bất ngờ xảy ra thì gần như cái bất cứ cặp đôi nào trong cái hành trình hôn nhân của mình đều sẽ phải gặp phải mà thôi. Chỉ là điều là nếu ở giai đoạn 1 á, mà biết cách nhận diện ra và xử lý ngay á, thì mọi chuyện nó có khả năng được dẹp êm. Nhưng nếu không nhận biết và điều chỉnh thích hợp ngay từ giai đoạn 1 á, thì rất dễ là những cái hành xử bản năng của mình á, nó sẽ đẩy mọi chuyện nó càng lúc càng nóng hơn trong cái giai đoạn 2 này. Thì lúc này là các bạn thử hình dung đi nhé. Nếu là một người vợ đang đau khổ về chồng ngoại tình đi, thì vừa thấy anh ta hôm trước năn nỉ van xin nhận lỗi, nhưng mình nói hoài nói bữa mấy bữa cái là tự nhiên bắt đầu bữa nay ổng trơ ra, ổng bất cần rồi ổng gạt đi không muốn nói nữa. Bữa trước ổng còn năn nỉ van xin, bữa nay ổng bảo bà im không, bà có nói gì nói hoài vậy đó ha. Đó thì lúc đó thì tâm lý của người vợ nó sẽ ra sao? Lúc đó lại liên tiếp lại truy vấn rồi lại thêm vật vã nghi ngờ đúng không? Thì đó là diễn biến rất thường xảy ra và chính là lý do mà đẩy hai người trong cuộc bước vào một cái giai đoạn 3 của khủng hoảng. Thì cái giai đoạn 3, bên tiếng Anh nó gọi là distress, có nghĩa là giai đoạn bất an hay là mất lòng tin. Thì ở cái giai đoạn 3 nè, nhiều khi dấu hiệu nó không cụ thể, nhưng đây là lúc mà cả hai người trong cuộc á, từ cái thực tế diễn ra của cái giai đoạn khủng hoảng 1-2 á, thì bắt đầu tin rằng là họ không có hạnh phúc nếu như cái tiếp tục sống như thế này. Họ không còn cái cảm giác an toàn khi ở bên nhau nữa. Thì nếu mà là cái dạng mà khủng hoảng diễn ra với cái dạng âm thầm như ở giai đoạn 1 mà có loại mà gọi là im im không bốc xác từ một cái vụ việc cụ thể, thì là ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 mà cái diễn ra êm êm á, thì là thường là cái giai đoạn 3 này nó bắt đầu
từ một cái sự thay đổi trong cái hoàn cảnh sống của hai vợ chồng, thì lúc này là những cái cảm xúc tích tụ xấu của cả hai trong cái giai đoạn trước đó, nó cộng thêm một số cái tác động bên ngoài, nó làm cho cái cảm xúc bất an của một bên nó bị tăng cao lên. Tôi kể thử một số ví dụ để các bạn tham khảo ha. Thí dụ như là hai vợ chồng có thêm con, hay là chồng hay vợ chuyển công việc, hay là có sự chuyển địa bàn sống, hay là một bên có ai khác để so sánh với bạn đời của mình. Thì nói chung là hai vợ chồng vốn đã hụt hào hoặc không thuận rồi, thì bây giờ lại có thêm những tác động nữa. Ví dụ như là chuyện có thêm con đi, thì tôi đã gặp rất là nhiều trường hợp các ông đàn ông có, họ có cái cảm giác này nè. Họ sống bình bình đều đều, chán ngán với những cái khủng hoảng hôn nhân ở cái dạng âm thầm, nhưng mà họ vẫn chịu đựng được. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà tự nhiên nghe có thêm con, cái tự nhiên họ cảm giác giống như cái sự mệt mỏi nó lên đỉnh điểm, và họ thấy cái sợi dây cột mình với cái người kia sao mà càng lúc càng thít lại, thì cái bản năng vùng vẫy của họ nó lại tăng cao hơn, và họ thấy bất an với cái cảnh sống tiếp với cái người vợ này. Thành thử là nếu mà hồi trước đó mà cái chuyện nuôi con nuôi cái nó khổ sở, nó là nguyên nhân góp phần vào những cái khủng hoảng, thì đây là lúc những cái ám ảnh đó quay lại và họ có tâm lý trốn chạy. Rất là nhiều bạn vợ coi như là nói là chị ơi, em hiểu sao mà sau khi em đẻ đứa thứ hai là nó là chuyện nó bắt đầu nó bùng lên như vậy, rồi ảnh không hề thương cái đứa thứ hai. Thực ra không phải là ảnh không thương con, mà cái vấn đề nó là cái nỗi ám ảnh, cái sự mất lòng tin và cái cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nó bắt đầu xuất hiện ở cái giai đoạn 3, nó ở lại là vậy. Hay là cái cảnh mà các bạn vợ đẻ xong ở nhà ngoại hoài á, sướng quá không chịu về, cứ nghĩ về lại nhà chồng là nản. Hay là chồng nhận việc đi làm xa thì cứ đi lại hoài, rồi mỗi lần về thấy cảnh nhà không có vui vẻ gì, rồi bắt đầu là chán, là muốn đi tiếp không muốn về. Rồi chẳng hạn như sống lạnh nhạt hay gây gổ hoài vậy thì cũng bực bội mà vẫn chịu đựng. Nhưng mà bây giờ tự nhiên có một cái bên ngoài nào đó thích họ, hay là họ có ý theo đuổi họ, đó lúc này là cái tâm lý so sánh bắt đầu phát sinh, và họ có sự bất an với cái mối quan hệ hiện tại. Thì đó là cái loại mà khủng hoảng âm thầm ha. Thì các bạn biết là thường mà các bạn nói là cái chuyện ngoại tình á, nó xuất phát đôi khi nó không ngoài một cái số chuyện là những cái ông tham lam hay là cái gì đó mình không nói. Thường là những cái mà bắt đầu người ta phát sinh cái tâm lý so sánh, hay là bắt đầu có cái ý chí lạc qua bên ngoài, nó thường là nó có cái xuất phát từ cái giai đoạn 1, giai đoạn 2 nó đã có những cái khủng hoảng âm thầm rồi, cái tâm lý nó đã nó nằm sẵn như vậy rồi. Thành thử nó có điều kiện thì nó phát sinh, thì lúc này nó mới bùng lên cái chuyện là thấy chán hôn nhân này quá hay là như thế nào đó. Nó gọi là cái tâm lý bất an, hoặc không cảm thấy an toàn, nó không có muốn gắn bó dài lâu nữa. Đó là cái của cái dấu hiệu của cái giai đoạn khủng hoảng 3 ha. Còn trong trường hợp của những cái vụ việc khủng hoảng nóng, thí dụ như là người phạm tội ngoại tình đi, thì ban đầu á, họ lúc mà cái việc bùng lên ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì thật sự là lúc đó họ không hề có ý định bỏ gia đình, họ cũng không có ý định đến với người kia. Nhưng qua là những gì căng thẳng của cái giai đoạn 1, 2 thì họ nghĩ rằng là họ không thể nào có thể có cuộc sống bình an, hạnh phúc sau này nữa. Thế nên là họ không còn nỗ lực xin lỗi hay hàn gắn nữa, mà bắt đầu suy nghĩ đến cái việc muốn buông bỏ luôn. Thì tôi đã gặp rất là nhiều người có bạn đời ngoại tình đã mắc sai lầm ở chỗ này, khi không có hiểu về tâm lý của người kia. Cứ cho rằng là người kia vì bên thứ ba đó mà muốn rời bỏ, mà không hiểu rằng là do chính của những cái hành xử của mình sau vụ việc mới là nguyên nhân. Thế nên lại càng dẫn sâu tiếp vào những cái việc làm sai cách, mà làm cho lòng tin của người kia càng lúc càng cạn xuống. Nhiều bạn bảo là chị ơi, em đã tha thứ rồi nhưng mà ổng vẫn không chịu. Nhưng thật ra là do bạn tha thứ sai cách, bạn làm không đúng. Thành thử cái cách mà bạn vật đi vật lại, nhắc đi nhắc lại cái chuyện đó, nó làm cho người ta mất, cái người phía bên kia họ mất cái lòng tin rằng là họ có thể sống bình an sau cái vụ việc. Thành thử họ cái ý chí nó rời bỏ nó tăng lên ha. Hay là ở góc độ ngược lại, thì có những người vợ ban đầu khi sự việc mới vỡ lở thì cũng có ý là muốn tha thứ cho chồng và không muốn hôn nhân tan vỡ đâu. Nhưng qua những cái dùng dằn sai cách của cả hai trong một cái thời gian dài sau đó, thì họ lại thấy rằng là mình không thể vượt qua được cái nỗi đau, rồi họ quy chụp về người kia là xấu, về bản chất không thể sửa được. Mà thật ra mọi chuyện là do họ làm sai mà ra thôi, chứ bản chất nó không phải là như vậy. Thế nhưng là vì cứ vòng vòng trong cái cảm giác bế tắc nên người vợ cũng không còn muốn cố gắng giữ gia đình gì nữa. Thì trong cái bối cảnh đó, một trong hai bên hay là cả hai bên rất dễ đẩy hôn nhân tiến vào cái giai đoạn 4 của khủng hoảng. Giai đoạn 4 là giai đoạn breakdown, hay là có nghĩa là thể hiện cái ý chí muốn chia tay. Thì đó là một trong hai, khi một trong hai bên thể hiện ý chí muốn chia tay. Có người thì nói thẳng ra cho bên kia, có người thì im âm thầm, nhưng mà diễn biến thì theo hướng hành động của cái giai đoạn 5. Thì thường là cái giai đoạn 4 thì đến giai đoạn 5 nó cũng khá là nhanh ha. Thì giai đoạn 5 đó là giai đoạn distant, có nghĩa là cả hai có cái sự ly thân về thể xác hay là tinh thần hay là cảm xúc.
Thì ly thân tại nhà cũng có, mà ly thân có khoảng cách cũng có, dọn nhà đi chỗ khác sống cũng có, ha, ra thuê phòng trọ có, hoặc là chuyển về nhà mẹ sống rồi lung tung gì đó. Thì những cái dạng mà khủng hoảng ông nhân âm thầm á, thì thường là xuất phát điểm từ cái việc là các ông lấy lý do công việc rồi ở luôn cơ quan không về, hay là thay vì trước đây đi làm xa thì thường xuyên về nhưng giờ thì giãn ra không về nữa ha. Còn những cái vụ việc mang tính nóng sự vụ á, thì thường là hiện tượng các cô vợ là có việc là có vụ là ôm con bỏ về nhà mẹ, hay là các anh chồng bỏ ra ngoài sống không thèm về, thủ tục thì chưa có làm nhưng mà ở giai đoạn năm này thì kiểu là mạnh ai nấy sống rồi đó. Rồi nếu ở cùng nhà thì ngoài chuyện không có giao tiếp về thể xác thì những cái sinh hoạt chung như ăn uống vui chơi gì đó là tránh nhau luôn, không có thèm nói chuyện ha. Thì còn nếu mà dọn ra ngoài thì là tránh không liên lạc hay không gặp mặt gì đó. Đó. Thì cái giai đoạn 4 là thể hiện ý chí, thì đến giai đoạn 5 là bắt đầu có sự ly thân về thể xác, tinh thần, cảm xúc gì đó ha. Thì đến giai đoạn 6 thì lúc này á là một bên đã khẳng định rõ hơn cái quyết định rời bỏ của mình. Thì họ có thể bắt đầu xác định rõ việc xây dựng cuộc sống mới mà không có bạn đời. Thí dụ như là họ tìm công việc khác, họ chuyển nhà, họ tìm mua nhà khác, rồi họ dọn dẹp những cái gì liên quan đến mối quan hệ của hai người. Ví dụ như họ cắt bỏ tài khoản ngân hàng chung, họ mở tài khoản mới, họ tự mua xe đi, hay là họ những cái việc mà trước đây phụ thuộc người kia thì bây giờ họ tự làm, hay là thu xếp người không đưa đứa con, không phụ thuộc cái chồng nữa. Đó. Rồi họ bắt đầu tìm kiếm, hoặc bắt đầu có những cái điều thú vị nào đó, đâu đó khác. Có thể là họ đến từ việc tăng cường kết nối, hay là họ xác định lâu dài với cái mối người thứ ba kia. Họ là họ bắt đầu mở lòng đón nhận cái sự quan tâm của người khác phái. Đó là cái giai đoạn 6 rồi ha. Thì tiến đến giai đoạn 7 là lúc này là mọi thứ nó vượt quá ngưỡng quay lại rồi. Lúc này là thủ tục đã nộp lên, họ dính sâu hơn và cam kết với một bên khác. Họ đã có con với bên kia, họ đã mua nhà, họ chuyển dời địa bàn sống. Nói chung là có thể là thủ tục ly hôn chưa xong, nhưng mà tâm trí và mọi thứ về cuộc sống của họ nó đã không còn dính líu đến bạn nữa rồi. Thì đó, những cái đặc điểm của 7 cái giai đoạn của tôi mà tôi vừa phân tích vừa rồi á, thì bạn đánh giá xem là mình đang ở giai đoạn nào của khủng hoảng nhé. Thì giờ thì tôi sẽ lý giải tiếp theo lý do tại sao mọi người hay mắc vào các lỗi lầm trong từng cái giai đoạn ha. Họ không nhận diện ra được là mình đang ở giai đoạn nào và họ cứ tiếp tục xa lầy đẩy cái tình hình nó đi sâu hơn ha. Đó là khi ở giai đoạn 1 á, thì nói chung là lúc này là cả hai người bắt đầu cảm nhận những khó khăn của hôn nhân. Tuy nhiên là nhiều khi là do cái suy nghĩ đơn giản rằng là vợ chồng nào mà chả vậy ha, vợ chồng nào mà không như vậy ha, hay cái kiểu này là phổ biến hơn. Đó là các bạn vin vào cái sự bận bịu của cuộc sống, hay cho rằng là lỗi từ phía bên kia, hay là kiểu lu bu con cái bận bịu mà vợ thì hở chút là giận hờn, hay là vợ sao mà hở chút là đòi lãng mạn nọ kia, hay là thằng cha này sao giờ trở chứng vậy, càng già càng khó ưa ha. Đó là sao mà vợ sao mà hở chút đòi hỏi vậy, họ coi những cái đòi hỏi hay là những cái càm ràm hay là những cái khó chịu của bên kia nó là điều bình thường và họ bỏ blur đi. Và chính vì vậy là đa phần mọi người bỏ qua những cái dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm của hôn nhân trong cái giai đoạn này. Rồi ở cái giai đoạn 2 á, thì lúc này là cái sai lầm nó nằm ở chỗ là những cái hành xử bản năng của mình dẫn dắt. Tranh cãi nhiều hơn, chiến tranh nóng không được thì qua chiến tranh lạnh. Các bên bị cái tôi của mình điều khiển. Và lúc này là do hậu quả cũng chưa có rõ ràng nên ít ai cũng đặt nặng cái việc chỉnh sửa. Nhất là bên này thì hay cho rằng bên kia mới là người sai. Chẳng hạn như bạn đời là người gây ra vụ việc ngoại tình đi, hay là nợ nần đi, vay mượn gì đó đi, thì lúc này là người kia chỉ biết càng chăm chăm đổ lỗi cho bên kia và xoáy vào đó để nói hoài, mà không biết rằng là những cái hành động đó của mình á, nó đã đánh thức những cái phản ứng bản năng của bên kia lên. Thì lúc đó những cái gì mà cả hai hành xử nó đã sẽ có thể rất là khác với cái mong muốn thật sự của hai người. Rồi ở trong giai đoạn 3 á, thì khi mà ý chí của một bên chưa có bộc lộ ra thì bên kia đúng là vẫn chưa biết cái hậu quả cuối cùng là gì, không nhận biết cái sai của mình ở đâu để mà chỉnh sửa, cho nên mọi việc nó cứ theo đà xấu mà nó đi tới thôi. Con người ta khi nhận thức được cái bộ mẫu tương tác, khi mà không nhận thức được cái bộ mẫu tương tác của cả hai đang sai ở đâu á, thì họ sẽ theo cái đà đó mà làm hoài. Việc xảy ra một lần thì còn chịu được, nhưng mà lên đến lần 2, lần 3, lần 4 thì nó vượt ngoài cái ranh giới chịu đựng của một người, và cái việc lòng tin về cái việc sống tiếp với nhau nó của họ nó bị sụt giảm. Thí dụ như vợ bảo chồng chấm dứt bồ bịch đi để quay về, thì vợ chồng thấy là ồ vợ mình cũng hiền, nói vậy thôi, rồi vợ ông đâu dám ly hôn đâu. Thế là coi như cứ lằng nhằng lê lết qua lại không dứt được. Thế là người vợ từ cái ý chí ban đầu là muốn tha thứ bỏ qua, nhưng rồi cũng không chịu nổi nữa ha, thấy một lần hai lần được là bứt luôn. Họ trong trường hợp người lạ ngược lại đi, thì người chồng ban đầu cũng không muốn bỏ vợ bỏ con, muốn quay về, nhưng mà cứ đối mặt mãi với cái sự gọi là tra tấn đây, nghiến nhắc đi nhắc lại hoài, thì họ cũng thấy
cảm giác nó tích tụ, nó bùng lên rồi ha, họ không thể nào sống tiếp nữa, họ bắt đầu lún sâu tiếp vào bên kia, rồi cái ý chí ly hôn lúc này nó mạnh hơn. Nhiều và phổ biến nhất của cái tình trạng mà các bà vợ đòi ly hôn là do chuyện chồng vô tâm ha. Thì các ông đến gặp tôi tư vấn thì cứ toàn nói là em không biết tại sao vợ em lại đòi ra như vậy nữa. Thì đúng là cô ấy cũng có càm ràm, cũng có nói, nhưng mà em thấy có gì nghiêm trọng đâu. Thì giờ tự nhiên cô ấy đòi ly dị vậy đó chị, đòi ly hôn vậy đó chị. Mấy bạn hay dùng cái chữ tự nhiên, làm gì có chuyện tự nhiên đúng không? Thì đâu có ai mà dễ dàng mất lòng tin như vậy đúng không các bạn? Thường là phải chuyện lặp đi lặp lại rồi thì họ mới thế. Các bạn đừng có đẩy họ vào cái giai đoạn 3 rồi đến giai đoạn 4, có nghĩa là nó bùng lên một cái là nó cái điểm gọi là cạn cạn cái lòng tin rồi họ sẽ bùng lên tiếp thôi, là cái giai đoạn nó đi tiếp nó là như vậy đó. Các bạn bảo bỏ nhậu thì không bỏ, rồi cứ cắm mặt cắm bạc với bạn với bè gọi đi mà không cần biết vợ con mình ở nhà sống chết ra sao, hay là cứ nghĩ đàn ông vui chơi chút rồi quay về mà không biết rằng là vợ mình đã và đang chán đến cực độ rồi. Mà khi phụ nữ bắt đầu im không muốn nói là lúc lòng họ bắt đầu bỏ cái hôn nhân ra ngoài cái sự quan tâm của họ đã, họ bắt đầu nghĩ tới cái chuyện là giai đoạn 4 rồi đó ha. Thì thông thường là mọi người chỉ bắt đầu hoảng hốt nghĩ đến hậu quả của việc ly hôn khi mà mọi việc nó bảo đã vào giai đoạn 4 và giai đoạn 5. Thì lúc này là lại sẽ có hai cái dạng tâm lý. Một là tâm lý là ôm lấy đau khổ bế tắc, rồi thụ động ngồi đợi, rồi kỳ vọng người kia thay đổi. Hoặc chính là không hiểu đúng cái chuyện đang xảy ra nên các bạn cứ suy diễn rồi quy chụp thành những cái điều đang xảy ra theo cách nghĩ của các bạn mà không hiểu rằng là mình đang sai. Từ đó là các bạn lại nhanh chóng rơi vào cái trạng thái bi quan khi thấy là người kia không thay đổi mà người kia lại còn quyết định như vậy. Các bạn thấy hết hy vọng rồi và các bạn vội vã buông tay trong khi bản thân mình không hề muốn, hay là khi mọi chuyện nó chưa phải là đến cái mức như vậy. Một dạng tâm lý thứ hai nữa là các bạn bắt đầu lúc này là thấy nhìn cái hậu quả rõ ràng quá là các bạn bắt đầu điên cuồng hành động chỉnh sửa. Nhưng mà lúc này là do không hiểu tâm lý, do không có định hướng, do không có sự chỉ dẫn, các bạn lại làm sai nhiều điều mà các bạn không biết rằng mình đang làm sai. Ví dụ năn nỉ van xin níu kéo làm áp lực đặt điều kiện tùm lum hết. Bạn nghĩ là bạn làm vậy để người kia đổi ý mà quay lại. Bạn xuất phát cái hành động của mình với ý chí là mong muốn hàn gắn, nhưng bạn lại không biết là mình đang đẩy người kia vào cái quyết định cắt đứt nhanh hơn và quyết liệt hơn, và làm cho mọi chuyện nó không còn đường quay trở lại kịp thời mà nó còn tiến sâu vào cái giai đoạn 6, giai đoạn 7 của khủng hoảng nữa. Thì cái tình trạng mà để cho thời gian trôi đi không chỉnh sửa kịp thời và đúng lúc đó, gặp ở rất là nhiều bạn. Nhóm thứ nhất đó là do việc không hiểu biết và thiếu thông tin. Các bạn không có sự hiểu biết về những cái điều mà tôi đang phân tích cho các bạn ngay ở đây. Các bạn biết không, mỗi ngày trên kênh YouTube Lina của tôi á, cũng như ngay tại fanpage hay là tại group giúp nhau hạnh phúc á, tôi vẫn nhận được những cái tin nhắn thật sự rất là đau lòng như thế này là: chị ơi, em ước gì em có thể gặp chị sớm hơn, em ước gì em biết đến những cái điều chị dạy sớm hơn thì em đã không phải đối mặt kết cục như thế này. Rồi chị ơi, sao mà chị ở đâu giờ này em mới biết tới chị, em tiếc quá chị ơi. Đó. Thì nếu bạn đang nghe cái podcast này khi đơn ly hôn vẫn chưa nộp thì bạn hãy tự nhủ là mình vẫn còn may mắn hơn rất là nhiều người ngoài kia đã không còn kịp cơ hội để sửa chữa vấn đề, hay là vẫn đang kẹt trong cái vòng bế tắc của những cái khủng hoảng hôn nhân để rồi là mọi chuyện cứ xấu dần đi theo ngoài cái ý muốn thật sự của họ. Rồi một cái nhóm đó là các bạn không có hiểu biết và thiếu thông tin ha. Một cái nhóm thứ hai là do các bạn không có điều kiện tiếp cận với những chỉ dẫn đúng cách để giải quyết vấn đề. Khi các bạn hoang mang lên, các bạn cứ đi kể chuyện với người nọ người kia, rồi tham khảo lên ta lên tin từ báo chí lá cải, rồi vô rút rỡ giúp kia, post mấy câu tâm sự hỏi ha. Thì các bạn biết là bạn hỏi những cái người mà không chuyên môn như vậy á, thì đa phần bạn kể một phần sự thật thì họ sẽ trả lời cho bạn dựa trên những cái sự thật nó không chính xác như vậy, thì đa phần bạn sẽ nhận về những cái lời xúi dục sai cách từ những cái người không có chuyên môn, để rồi bạn làm theo rồi mọi chuyện nó lại rối bời thêm nữa. Bạn đã rối, bạn đã nghe một đống người nói tùm lum nữa thì bạn nghĩ về cái tình hình nó sẽ như thế nào ha. Rồi, một nhóm nữa là các bạn khi tiếp cận với thông tin rồi, được tiếp nhận những cái chỉ dẫn hướng cách đúng rồi, bảo là nên làm như vậy, nên làm như kia, thì các bạn lại không nắm lấy cơ hội để thực hiện ngay cái chỉnh sửa vào cái thời điểm sớm đó. Thì tôi đã gặp rất là nhiều bạn đến gặp tôi tư vấn khi chuyện mới xảy ra, chẳng hạn như là mới phát hiện bạn đời ngoại tình chẳng hạn, nhưng rồi vẫn không muốn nhận cái sự gọi là định hướng chỉnh sửa rõ ràng, mà cứ bảo là thôi để em về em tự giải quyết, rồi em nghe các podcast của chị vậy là em hiểu rồi, thì thôi để em về em vạn sự tùy duyên ha. Rồi sau đó lại làm cho mọi chuyện nó cứ tệ dần đi, thì đến mức xa lầy xa hơn cả cái mức độ 4 năm rồi, đến khi người kia đã khẳng định là quyết tâm muốn ly hôn hơn, đã gắn bó với ai hay là người bên kia hơn rồi, hậu quả nhìn thấy rõ ràng rồi, thì mới quay lại hoảng hốt, quay lại là chị ơi em nên làm gì đây.
Thì lúc đó tôi nói thật với bạn là cái chuyện tâm lý của người ta mà. Cái gì á, một lần người ta còn có thể hiểu, hai lần, ba lần nó lặp đi lặp lại thì cái lòng tin của người ta vào cái thực tế hôn nhân nó đã giảm rồi. Thì lúc đấy cái chuyện ban đầu nó chỉ như thế này, bây giờ bạn nó cho nó bùng lên như lớn lên như kiểu kia rồi, nó đảo lên tới giai đoạn xấu rồi. Thì lúc đó có 10 tôi đây cũng khó mà giúp được bạn, đúng không? Thì cái khủng hoảng ở giai đoạn 1 gỡ ra nó không khó. Và đó là dịp thuận tiện nhất để sửa luôn cái gốc vấn đề mà không gây ra thêm cái tác hại gì. Còn nếu mà đã lỡ tiến vào giai đoạn 2 á, thì cũng làm cho cả hai mệt mỏi đó. Nhưng nếu kịp quay xe đổi hướng tác động sớm thì mọi chuyện nó vẫn nằm trong cái vùng chỉnh sửa được. Thì khi mâu thuẫn mà đã vào đến giai đoạn 3, giai đoạn 4 á, thì rõ ràng là cái hành trình để bạn lấy lại cái lòng tin của bên kia đòi hỏi nó phải có sự kiên nhẫn, kiên định và nhất là phải đi đúng hướng và đúng cách. Thì đã có rất nhiều học viên của liệu trình hồi sinh hạnh phúc giải cứu được hôn nhân của mình ngay cả khi hôn nhân của họ đã vào giai đoạn 5 là ly thân và thậm chí là giai đoạn 6. Tuy nhiên là như các bạn đã thấy đó, cái mức độ đòi hỏi nỗ lực nó sẽ phải cao hơn nhiều. Và một khi người kia mà đã vào đã mất bẫy rồi, thì lúc đó cái khả năng đưa họ về lại được với bạn là gần như là không có còn nữa. Thì tôi đã có một cái podcast khá dài để phân tích cho các bạn biết về cái quá trình phát hiện triển của một cái khủng hoảng hôn nhân nó sẽ là như thế nào rồi đó. Thì cái khủng hoảng hôn nhân nó không tự sinh ra, mà nó là biểu hiện cho thấy cái mối quan hệ của hai bạn đang có vấn đề sâu từ trong cái gốc rễ các liên kết giữa hai bên. Các bộ mẫu tương tác không phù hợp của hai bạn. Ngay cả khi cái chuyện có sự tác động từ bên ngoài, thì cái việc nó diễn biến ra như thế nào để nó trở thành khủng hoảng á, thì là cũng là do cách của hai bạn hành xử với nhau. Thì chính vì vậy mà nếu không xử lý sớm và đúng cách á, thì cái liên kết lỏng lẻo của hai bạn trên cái nền tảng cái cách tương tác trước giờ nó sẽ chỉ làm cho mọi chuyện đi theo cái quán tính xấu hơn, chứ không thể nào mà khủng hoảng gọi là tự đến tự đên mới đi một cách tự nhiên được. Thì có thể là có một lần mâu thuẫn nào đó gây lộn của các bạn, sau đó các bạn lại làm lành và huề lại. Nhưng các bạn hiểu là cái làm lành đó nó như cái tờ giấy che lại ngọn lửa nó đang âm ỉ, vẫn đang cháy trong bản thân mỗi người, khi mà cái nguồn cơn gốc rễ của cái lần gây nhau đó nó vẫn chưa được gỡ bỏ. Thì các bạn đừng có dễ dãi bỏ qua các dấu hiệu của khủng hoảng hôn nhân, hay đừng để cho sự việc nó bùng nổ rồi thì những cái hành xử bản năng nó lại dẫn dắt mình đi sâu hơn. Bởi vì lúc đó khủng hoảng nó rất là dễ dàng chuyển từ giai đoạn 1 nó sang qua giai đoạn 2, rồi 3, rồi 4, rồi 5. Rồi mà nó đã vô mức 6, mức 7 rồi thì coi như là khỏi, coi như là mất luôn cái cuộc hôn nhân đó, không có cứu vãn gì nữa ha. Thì nếu mà bạn không biết bắt đầu chỉnh sửa từ đâu, hay là bạn không muốn sa lầy vô cái việc tự chỉnh sửa sai cách để rồi làm mọi chuyện nó có thể xấu hơn, thì bạn có thể tham khảo thông tin về liệu trình hồi sinh hạnh phúc 28 ngày của chúng tôi tại website hồisinhhạnhphuc.com nhé. Thì với 28 ngày của liệu trình hồi sinh hạnh phúc á, bạn sẽ có được cái sự đồng hành của chuyên gia để khai phá nhận thức hay là cảm xúc của mình và bạn đời, giúp bạn tìm ra được cái nguồn gốc tại sao những cái vấn đề khủng hoảng hôn nhân này lại xảy ra với bạn, để bạn có thể kiểm soát bản thân mình và ngăn không cho nó phát sinh nữa. Thì bạn sẽ được chỉ dẫn cách để xử lý các khủng hoảng đang diễn ra nóng trên bề mặt và cả việc xử lý các gốc rễ của vấn đề đến sâu từ bên trong của mối quan hệ của cả hai. Thì bạn sẽ được học cách để chuyển hóa những cái nỗi đau cảm xúc của bạn và bạn đời để sửa chữa lại những cái sai lầm đã xảy ra. Bạn cũng sẽ được chỉ dẫn những cái hành động để làm tăng cái kết nối vợ chồng hay là cải thiện cái cảm xúc lứa đôi phù hợp với cái đặc điểm của bạn hay là bạn đời và hoàn cảnh hay là tình huống chính xác của hai vợ chồng. Nói chung là tất cả những cái điều bạn cần biết để không phải chỉ là xử lý khủng hoảng của một lần này, mà là để xây dựng lại một cái hôn nhân tốt đẹp lâu dài hơn từ lần sau, sau cái sự khủng hoảng lần này ha. Thì video giới thiệu về liệu trình hay là link của website tôi có để ngay bên dưới cái phần mô tả của cái podcast này. Thì bạn tham khảo để bạn hãy tham khảo để biết rằng là bạn có thể điều khiển được cái cuộc sống hôn nhân của cuộc sống của bản thân hay là cái hôn nhân của mình tốt lên như thế nào nhé. Thì podcast này đến đây là hết. Thì chào bạn, tôi là Lina. Hẹn gặp lại bạn tại các podcast khác hay tại liệu trình hồi sinh hạnh phúc nha. Thì bạn nhớ bấm cái chuông để theo dõi kênh ha.